em giờ cái clip test cái máy 23cc nha. Đây thì sơ qua vậy thôi, thì clip này là test cái thử cái máy 23cc từ máy 26 hạ xuống 23 cái vỏ 80 coi nó chạy ổn không. Vẫn là vỏ cũ đó, thôi, vẫn là đồ cũ thôi mà có máy mới. Rồi coi cái này hạ máy chạy được hay không. Bơm xăng nha. Mình tháo ra gấp lắp vô lại nên nó không ngọt. Không, cái này chạy tốc độ hơn. Dính luôn. Quá wow, trời nóng rồi. Xeo. Nước gì à? Dùng cái này chạy tốc độ. Rồi, thì sau khi thử máy thì cũng xong xuôi nha anh em.
thì cái máy này mình cảm thấy tốc độ nó cao hơn, mình không biết sao nữa. Cái máy Trung Quốc thì 26cc, còn cái máy này thì 23 thôi, nó nhẹ hơn khoảng 300g, nhưng mà với tốc độ của nó thì nó tốc độ cao hơn cái máy kia luôn, chạy là nó bốc đầu không à. Thì mình không có tìm được cái chỗ nào rộng để mà thả để chạy thử hết tốc lực hết máy hết trơn á. Nhưng mà theo mình cảm nhận thì cái tốc độ ga với mà tốc độ khi nó vụt lên á thì nó cao hơn thằng kia. Thì nói chung cái máy này ổn nha anh em đó. Thì hẹn anh em ở clip sau, thì mình có những cái điều gì thú vị và chế những cái con nào hay hơn á thì mình sẽ cho anh em hay và đăng lên cho anh em xem. Chào anh em. Bye anh em.